Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thu Jewelry bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999. Học khu Huntington Beach Union High School District. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần 5 của chương trình Cà phê sáng của Leader Sài Gòn TV. Ờ, ở những phần trước khi mà chúng tôi đưa tin liên quan đến việc uh, phiên tòa xử tổng cựu tổng thống Donald Trump á thì có nhiều khán giả nói rằng là ồ oh, không có ai mà quay được cái gương mặt của những người support mà khóc thì đây là những cái video clip đã được đưa lên ở uh, trên uh, các cái cây trang uh, mạng xã hội để thấy được là những cái người người ta đứng ở bên ngoài đó người ta ủng hộ và người ta đã khóc như thế nào ừ. uh, khi mà cái phiên tòa ở phía trong diễn ra À, những cái gương mặt này đã nói là khi mà nghe cái tiếng của họ đó không phải là người nói tiếng Việt đây là những người hoa hoặc là chỉ có những cái người mà thuộc các các sắc tộc khác đó là cái phản ứng của họ trong cái việc mà à, họ muốn bảo vệ cho ông Donald trump là như thế nào đó. À, quay trở lại với lại cái cái tin tức thì ngày hôm 17 tây tháng 5 vừa rồi nó có một cái uh, liên quan đến quý vị đã biết là biết tức là những cái trạm xăng mà nó rất là lớn ở oh, tiểu bang Texas đắc đắc đắc. và một số những cái tiểu bang lân cận đó nó lớn lắm mình không thể tưởng tượng được là đi vào đây là nói là đi đổ xăng nhưng mà thật ra nó có nguyên một cái cửa hàng ở trong đó mình nó bán không biết bao nhiêu là thứ kể cả bàn ghế furniture gì oh. cũng có hết mà là trạm xăng đó là một cái đặc điểm của Peach um, thì ngày hôm 17 tây tháng 5 á thì con trai của một trong những cái người mà sáng lập nên cái trạm xăng nổi tiếng này đã bị uh, cái văn phòng ở ngay biện lý của quận Travis ở Texas đã kết 24 tuổi liên quan đến cái việc nói rằng anh này đã đặt những cái camera quay lén ở trong các cái nhà vệ sinh ngay hmm. chỗ một cái khu uh, giống như khu nhà nghỉ của gia đình anh mà lúc mà anh mời những cái vị khách mời đến chơi đó thì người ta đã phát hiện ra. À, cái à, anh này tên là Mr. Wassis, 28 tuổi thôi. Cái cáo buộc này nói rằng bị 21 tội à, xâm hại liên quan đến cái thời gian à, vào năm à, anh bị bắt vào tháng 10 của năm 2023, những cái đơn mà đưa ra buộc tội anh đó là người ta nộp vào là từ tháng 5 của năm 2023, trong đó có 10 13 người người ta đều làm đơn hết. cái lúc mà họ đến họ chơi ở cái cái khu vực nhà của anh là ở ngay một cái giống như là cái chỗ đó là khu vực riêng mời người ta đến để tiệc tùng mà không phải là họ thấy cái gì đó họ nói là như vậy là nó sẽ diễn ra rất là nhiều lần rồi thì họ thấy một cái giống như là một cái camera nó gắn ở trong cái nhà vệ sinh ở gần đó rồi xong rồi sau khi mà cảnh sát điều tra đó thì người ta mới tìm lại những cái hình ảnh ở trong đó thì mới thấy rằng wow, ở trong những cái camera thu nhận được người ta thấy được cái hình ảnh của những người đi vệ sinh nè rồi đi vào đó đi tắm vội sen có nè lúc người ta thay quần áo có nè và cái điều rất ngạc nhiên hơn là có những người khách đến tham dự đó họ đi trong vào trong nhà vệ sinh đó để mà họ quan hệ tình dục cũng có thì tất cả đều được thu lại hết thì bây giờ với 21 cái tội danh này thì cái bản án dành cho anh sẽ như thế nào thì à, bây giờ người ta chưa có cái ngày để mà à, đưa ra cái phán quyết đó chỉ biết rằng là đã bị buộc tội mà thôi. Trong khi đó đây là cái bản tin được nhắc lại à, nếu quý vị đã không xem được trong những ngày vừa qua đó thì à, cái loại nước uống có tên là Fiji à chữ F I J I. Đó, à, thì cái loại nước uống Fiji Dĩ nhiên là mùa hè chúng ta thấy nóng Chúng ta cần có một chai nước Chai nước lạnh hay là không lạnh gì đi nữa đi Thì có một chai nước để chúng ta Đỡ bị mất nước trong cơ thể Làm cho chúng ta mệt mỏi Thì cái nước Fiji đang bị Thu hồi lại Theo như công ty cho biết Thì họ đã bán ra được theo như receipt nha Họ bán ra được là 78.253 Case nước đó Một case là 24 chai Đó bán từ ngày 1 tháng 2 của năm 2024 tới ngày 3 tháng 3 của năm 2024 có nghĩa là một tháng trời đó thì tổng cộng cái số mà receipt được in ra và cho cái case nước đó đó là 78.253 case khi mà cái lệnh thu hồi này được đưa ra vào hồi đầu tháng 3 sau khi mà FDA cho biết là sau khi mà thử đó testing thì thấy chai nước có bị nhiễm khuẩn ba loại vi khuẩn thì họ đã rằng là cái nước này cần phải được thu hồi lại thì thông báo lên rồi công ty tự nguyện đăng báo lên là thu hồi lại thì cho tới ngày hôm nay công ty cho biết thu hồi lại được 99% những cái kê nước này rồi đó chỉ còn lại chỉ còn lại một số ít không biết là người ta đã uống rồi hay là uh, nó còn cách ở đâu đó mà người ta không có thống kê ra được là nó ở đâu thì họ cho biết rằng là nếu chúng ta có cái chai nước Fiji mà mình đã mua hoặc là mình đã thấy bán ra từ tháng 1 từ tháng ngày 1 tháng 2 của năm 24 tới ngày 3 tháng 3 của năm 24 thì quý vị nên à, tới chợ để trả cái vị nước đó lại mình đổi lấy vị nước khác hay là mình có thể à, trả lại để lấy tiền lại thì đây là cái cái việc thu hồi lại tự nguyện của công ty cho nên à, quý vị nên lưu ý à, dĩ nhiên là chúng ta thấy trời nóng là mình đi kiếm chai nước mình uống thì nhìn nó coi có phải là chai nước mà đang bị thu hồi hay không. À, đó là cái việc mà à, Công ty nước Fiji và FDA Hiện nay đều ra một cái thông cáo chung Và họ nói rằng là khẩn cấp Tìm lại cái số 1% Những cái chai nước mà đã Chưa có trong cái receipt Trong cái liệt kê của họ Là đã được thu hồi lại rồi Nhưng mà cũng hay ha quý vị ha 78.253 case nước Mà họ thu hồi lại được Là 99% rồi đó thưa quý vị Ờ uh... Chúng ta khi mà đi máy bay á, nhất là những bay những cái chặng đường xa từ mười mấy tiếng trở lên thì cái việc ngồi trên máy bay à, hạng phổ thông những người mà có tiền họ ngồi những cái ga, à, những cái khoang mà sang trọng là không nói rồi, nhưng mà khi mà ngồi ở những cái hạng ghế phổ thông nhiều người cũng cảm thấy rất là mệt mỏi. Thì mỗi một năm như vậy á, bên những cái công ty hàng không họ đều có những cái à, cuộc thi thiết kế làm sao để mà cho cái chỗ ngồi đó ngày một nó được à, tiện lợi hơn thoải ừ. mái hơn dù là những người ngồi ở hạng ghế phổ thông thôi thì bây giờ ở đây là trong cái hình này quý vị nghĩ là đến một ngày nào đó mà chúng ta đi máy bay mà hạng ghế phổ thông ở đây là dành cho khu vực này là 6 người mà chúng ta được ngồi ở trong những cái ghế à, họ ngồi đối diện nhau như thế này à, khi có thể là bật ra cũng có thể trở thành một cái cái giường nằm nếu như mà bây giờ ai mua hai cái ghế này hoặc là cùng gia đình mà một bên này rồi cái chân mà gác qua các lại cũng đỡ hơn okay đúng không? Nè. thì đây là một cái thiết kế đoạt giải nhất ở lần này. Ở wow. cái người mà tài trợ cho cái cái thiết kế này đó là của hãng Quanta Đây là một cái hãng này thì Ngọc Lan chưa có đi bao giờ hết nhưng mà họ nói họ suy nghĩ đến cái thiết kế này ừ. cho những cái đường bay mà những chuyến bay của khi mà của úc đó họ bay qua những cái nước bay qua bên anh nè. Rồi trong những cái chuyến bay qua bên New York nè, trong những cái chuyến bay mà nó dài đến khoảng 19 tiếng ừ. thì nếu mà ngồi được những cái ghế như thế này đó thì họ sẽ cảm thấy rằng là nó thoải mái hơn rất là nhiều. À, người ta sẽ thích đi, từ đó nó sẽ nâng hơn nhiều những cái à, à, lợi nhuận của công ty này vân vân. Thì đây là một trong những cái cách mà người ta làm sao để cứ hướng tới để phục vụ cho nhu cầu của con người hay là cũng nằm ở trong cái thiết kế của cái hãng này đó thì ví dụ như ở đây là một cái gốc của một cái 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 cái, cái cabin ở trên đó người ta có thể để đồ ăn thức uống như thế nào để cho những cái chuyến bay đường dài như vậy hành khách có thể tiến tới để tự lấy đồ ăn nó ra làm sao à, quý vị cũng biết rồi khi mà chúng ta đi từ đây đi đi về Việt Nam là chuyến bay dài rất là dài nhưng mà sẽ có khi mà mình bút vé đó có những cái hãng mình sẽ thấy là ngoài những cái bữa ăn chính họ mang đến phục vụ uh, tận cái cái chỗ của mình mà nếu như cái lúc đó mình đang ngủ mình không ăn được như khi mình giật mình dậy á mình có thể gọi cái người tiếp viên họ sẽ mang ra cho mình ăn hoặc là trong cái lúc mình ngồi đó hồi mình mệt bắt đầu mình mình đi ra ngoài mình đứng ở gần dưới cái 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 chỗ máy bay gần cái chỗ nhà vệ sinh đó để cho nó thoải mái cái chân á thì quý vị sẽ thấy ở gần đâu đó người ta để À, những cái đồ ăn thức uống rất là nhiều để cho người ta tự động đến những cái món ăn vặt vân vân nhưng mà cũng có những cái chuyến bay á thì à, nếu mà ngủ giờ đó rồi á khi mà yêu cầu là ờ cho tôi cái phần ăn khác có những chuyến người ta từ chối oh. đó thì kỳ rồi đã có một cái người người ta review lại họ đã đi rất là nhiều cái à, chuyến bay này chuyến bay khác nhưng mà khi mà họ chọn trong đó có một cái dịch vụ bay về Việt Nam của Vietnam Airlines thì họ nói họ hơi thất vọng về cái cách phục vụ như vậy đó thì nhiều mình sẽ chọn lựa làm sao cái đó là tùy của mình nhưng mà đến một lúc mình thấy nếu mà mình đi ở trên một chuyến bay mà ngay cả hàng ghế phổ thông mà có thể là ngồi đây gác cái giò qua đây luôn cho nó thoải mái chứ không phải là bây giờ mình ngồi chỉ nhìn phía trước là cái màn hình rồi cái nhiều người cái chân người ta dài quá rồi không biết bỏ ở đâu á thì nó cũng mệt mỏi thì chưa biết bao giờ là những cái này nó sẽ thành hiện thực cái à? này cũng hay tại vì ừ. tôi nhớ rằng là hãng China Airlines trước đây đó nếu mà mình mua ba cái ghế sát nhau cùng một lúc thì khi mà ngửa nó lên đó cái đổ chỗ để chân nó sẽ thành ra cái giường thì cũng ừ. ra cũng là một cái cách này, design hay à, à, chúng ta sẽ quay lại sau một ít phút thông tin thương mại bảo trợ cho cái phê sáng hôm nay Bosa Phone Service 9319 Bosa Avenue Westminster 92683 Tọa lạc tại trung tâm Little Sài Gòn, cạnh bưu điện Bosa, chúng tôi chuyên mua bán, sửa chữa các loại iPhone, iPad, MacBook và Samsung. ép kiến thay mới các loại smartphone, uy tín tận tâm, phi estimate. Đặc biệt chúng tôi bán các loại phone giá rẻ nhất vùng. Gọi 714 5486 495 5486 495